Đầu tiên xin chào tất cả các em cận thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên là một clip 15.000 câu nha anh em. Thì 15 cây này là 15 cây anh chiên cho anh em luôn gần câu lóc, câu giá thiệt. Rồi, đếm giờ cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗ không lên lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần Shimano. Thì cây này còn hộp nha anh em, còn hộp, không có túi. Sắt hướng dẫn. Thì cái này là một cây Shimano dài 3 m, độ cứng là MH. Thì nó tải mồi dít mát là từ 80 g, tải mát lung gì nè 60 g, đánh bè mát của nó là 3 nha anh em, bè số 3. Thì cái này dài là 3 m 05, hai khúc, thu gọn là 157 cm, nặng là 266 g, độc là 2 ly 4 đó. Góc là 14 nha anh em. Đây, thông số của nó đây. Thì cái này một cây con sniper. Còn túi luôn. Không có túi nha anh em. Cái này thì dạng như trưng bày thôi, rất là đẹp luôn. Thì cái này sắp từ thị trường Nhật về nha mọi người. Carbon sáng ít nha anh em. Carbon sáng ít. Fan là fan Fuji. Bát là bát Fuji Shimano. Cái này đánh giá thiệt là hết bài luôn á mọi người. Cái này sản xuất tại China nha anh em. Đó. Phôi rất là đẹp luôn. Đó. Sẵn tới ngọn nha anh em. Sẵn ít tới ngọn. Bô chống sẵn. Bô xít nha anh em. Bô xít chống sẵn. Đẹp lung linh luôn. Rồi, cái thứ nhất giá công khai này ha mọi người, giá là 2.8 triệu nha, 2.8 triệu cộng tiếp. Cái số 2 nha anh em. Cái số 2 em lên cho mọi người một cây cần Majorap. Đó, thì cái này một cây Majorap phen bóng nha, phen bóng. Phen Fuji xít bóng. Đó, chân đen, lỗ xít. Carbon nha anh em, carbon sẵn. Bát là bát Fuji. Đây mọi người. Thì cái này dài 1m88 nha anh em, dài 1m88, độ cứng là HH, độ cứng tầm khoảng, độ cứng của nó, tải mát của nó là 120 g nha anh em. Đó, bu là bu chống sẵn nè, Fuji nha anh em, bu xít luôn. Phen để 30 ngược, bấm, phen bấm 30. Tổng thể của hình đẹp nha anh em, cái này đẹp, cái này chiên đến đâu lực rồi. Đây. Dài là 1m88, nó tải mồi của nó mát là 120 g nha anh em, hàng đánh sóc dít. Thì cái này nó tải bê từ bê 1.5 bê số 4, tải lai từ 14 đến 135 lb nha anh em, chuẩn đánh bạo lực nha, tính giá thiệt càng rất là thẳng luôn, phen rất là ok. Thì cái này nặng là 1270 g, đọt 2 ly 2 nha anh em, đọt 2 ly 2, dài là 2m88, nặng thông số tải mình đã đọc hàng rất là chuẩn luôn, tính bạo lực bao phê. Rồi, giá công khai cái số 2 giá 3 triệu nhé. Tiếp theo cái số 3, cái số 3 là cho người vẫn một cây Majorap, hàng phen bóng. Thì cây Majorap này dài là 3m18 nha anh em, dài 3m18, hàng chuẩn cho anh em đi gần đánh lóc bông. Phôi nha, phôi sẵn nha nè, sẵn cargo. Càng rất là đẹp luôn, rất là xước luôn. Phen để 330, phen xích bóng. Bộ chống sẵn nha mọi người, bộ chống sẵn, bộ xích, trần đen. Cái này là kháng muối, kháng mặn là ok hết luôn. Đó. Nem Lugan đánh lóc, đánh giá thiệt. Sân hàng. Rất là đẹp nha anh em. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, chân đen, lỗi xích. Thì cái này dài là 3m18, nó tải mồi mát của nó là 60 g, tải dây bia từ bè số 1 đến bè số 3, tải lai từ 12 đến 25 lb nha anh em. Thì cái này nặng là 280 g, đọt là 2 ly 2, thông số tải mồi. Rồi, giá công khai cũng là 3 triệu nha anh em, cái số 3. Tiếp theo cây số 4,
cái xúc bóng lên cho người khoảng một dòng mai rắp phen xúc bóng chân đen. Cái này đẹp, đa phần những hang này làm sách tay về nha mọi người. Đó, lâu lâu mới có một kiện về, kiện đánh bạo lực cho anh em, đảm bảo 100% là những cây hang này làm lấy từ Nhật về nhá. Đó, chứ không phải là hàng tồn, hàng tung nhà máy nha. Đây, phen xít nha nè, phen xít bóm 30 để 3. Thì cây này dài là 3m18, độ cứng là độ cứng H nha nè, độ cứng là độ cứng H. Đó. Cây này rất là mới luôn, cây này đánh bao lực là bao phê rồi, đánh gừng. Thì tải mát của nó là 80g, tải GBE của nó là từ B1.5 B3.5, tải line từ 14 đến 30 LB. Đánh sốc nhất nha nè, để đây. Đó. Thì cái này độc cứng H nha nè, độc cứng H dài 3m18, đánh bao lực rất là phê luôn. Đó. Thì cái này nặng là 280g, đọc 2 ly 2. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 3,3 triệu nha nè, 3,3 triệu cây số 4, rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người vẫn là một cây mai rap, nhưng mà cây này là một cây poison x của Elwood Prison. Thì em về được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, 6 cây loại này. Đó. Thì cây này là một cây xăng ít, đó, phôi carbon xăng ít đây. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji, phen K. Đó. Càng này mới quê luôn, chưa vệ sinh luôn. Buồn chống sắn. Thì cái này độ cứng nó chỉ có ML thôi nha anh em, độ cứng chỉ ML thôi. Đó. Cái này thì chiên cho anh em câu chép này, câu chép không thay anh em đánh nháy hơi, dạng lên cảm giác rất là phê nha mọi người. Phôi khỏi chê rồi, rất là đẹp luôn. Thì cái này dài là 2m88, độ cứng là ML. Thì cái này tải mồi mát của nó là từ 10 đến 30g thôi, tải line từ 8 đến 14 LB. Tải dây bia từ 0.8 đến bia số 2 nha anh em. Thì cái này tương đối nhẹ, nó chỉ nặng 149g, đọt 1 ly 6. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 2,5 triệu nhé. Tiếp theo ở đây, hàng đến bao lực. Tiếp theo cây số 5 là cây số 6. Đây, vẫn một dòng cần Evovision của Majorap. Majorap nha nè, carbon sáng ít nè, càng rất là mới luôn. Phen chỉ ok hết trơn nha nè, không lỗi nha, chưa hàng nguyên zin. Đây, xước xác cái này nè, tất cả còn lại ok. Phen là phen Fuji lõi xít nha, Fuji lõi xít, phen chân ca bù bù chống sắn, bỏ sẵn răng ruốc nè. Chắc là đẹp luôn, hàng đánh bao lực nhé. Thì cái này dài, để xem cái này dài thì là 2m88, độ cứng là MH. Thì cái này tải mồi từ 20 đến 60g như nè, tải dây bia từ 1 đến bia số 3, tải lai từ 12 đến 25 LB. Nặng là 285g, đọt là 3 ly 2. Giá công khai cây số 6, giá là 2,8 triệu nha nè, 2,8 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người quẳng một dòng Majorap Elbow carbon sẵn ít, bát là bát Pussy nha nè, bát Pussy, phen là phen Pussy, phen K. Tất cả phen đều ok cho nha mọi người. Đây, phen chân ca, phen xích nha, bu là bu chống sắn hết. Đó, tất cả bu là bu chống sắn. Thì cây này là một hàng đánh bao lực rồi, độ cứng là độ cứng H, dài là 2m88. Độ cứng H dài 2m88. Để em cho anh em thêm thông số. Mọi người, dài 2m88, độ cứng là độ cứng H.
nó tải mọi từ 40 đến 80g, tải dây be từ B1.5 đến E3.5, tải lai từ 14 đến 30 lb, tầm khoảng 15 kg. Thì cái này nặng là 330g, đọt là 3 ly 2, giá công khai cây số, công khai cây số 7 nha anh em, giá cây số 7 là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cây số 7 này, đọc lộn. Tiếp theo cây số 8, cây số 9, cây số 10 là 3 cây này cùng thông số nha, để em đọc thông số cây thứ nhất thôi. Thì cây số 8 vẫn là một cây Majorat, phen là phen xít chân ca, các bánh sẵn. Tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người, tổng thể ngoại hình đẹp. Cái này đầu mới, nó gơi tàu đó trên 90% hết nha. Phen chân ca, phen xít đây, Pussy buộc trống sẵn nha, buộc trống sẵn. Phôi khỏi bàn rồi, dòng phôi của Majorat này khỏi bàn, rất là chắc. Dòng Majorat thì nó chuyên cho sản xuất cho câu lua là nhiều nha anh em, lua là nhiều nên phôi nó làm rất là chắc luôn, anh em đánh lua rất là chắc tay. Thì cái này dài 3m nha mọi người, dài 3m, độ cứng là độ cứng khắc, nó tải mồi từ 40 đến 80g, tải dây be từ B1.5 đến B3.5, tải lai từ 14 đến 30 lb. Cây này nó nặng là 310g, đọt 3 ly. Cây số 8 nha mọi người, cây số 8. Giá công khai là 3,2 triệu nha. Cây số 9 cũng vậy. Đọt cứng hắc, dài 3m. Đây, soi qua một lượt cho anh em xem. Hồi rất là chắc luôn. Bát là bát Pussy nè, phen là phen ca nè, phen ca xít rất là mới. Buộc chống sẵn, tất cả phong đều rất là ok. Độ cứng hắc, dài 3m, giá công khai cũng là 3,2 triệu nha mọi người. Cái số 9, cái số 10 vẫn vậy, cái số 10 phen ca. Phen 13 nha mọi người, rất là đẹp luôn. Phen xít nha, buộc chống sẵn, buộc xít luôn. Độ cứng này, độ cứng vẫn là độ cứng hắc, dài vẫn là dài 3m nha mọi người. Đó, chỉnh cho anh em cầu lốc đánh giá thiệt. Điêu Minh chầm chim, khỏi chê vào đâu được. Rồi, giá công khai vẫn là 3,3 triệu nha, 3,2 triệu nha anh em. Cái số 10 vẫn 3,2 triệu, dài là 3m, độ cứng là cứng hắc, tải mồi mát là từ 40 đến 80g. Tiếp theo cây số 11, thì cây số 11 lên cho mọi người là một dòng Majorat, mà dòng này dòng khác nha mọi người. Loại này là cần Satis. Thì loại Satis này là phen bấm, phen bấm và phen chân titan nha anh em. Satis. Thì cái này còn tuổi nha anh em, để đọc thông số trước. Thì cái này dài là 2m88, đọt 2 ly, nặng là 286g. Nó tải mát là 60g, tải dây be từ be số 1 đến be số 3, tải dây lai từ dây số 12 đến be lai từ 12 đến 25 lb nha anh em. Đó, cây số 11. Thì cây số 11 và cây số 12 nó cùng thông số nha anh em. Đó. Mọi người, phen là phen chân titan. Đó. Đây. Màu sẵn khói nha. Thì em dám khẳng định với anh em, chân titan thì em cũng đã search trên mạng rồi. Đó. Vào tới hãng kiểm tra rõ ràng luôn. Phen xít nha, những phen titan này nè, đó, đánh em về đánh gần câu biển rất là ok luôn. Đó, không sợ bị muối ăn. Phen xít chân đen là nó rất là chắc đây, phen titan này còn chắc hơn mấy lần nữa mọi người. Cặp bọn sẵn nha, cần rất là đẹp luôn. Đây, trên buông nó có đóng đây. Đây, titanium nè. Đó.
sẵn gần gút. Rồi giá công khai cây sổ mùa 1 giá là 3,2 triệu nha mọi người, 3,2 triệu cây số mùa 1. Thông số em cũng đã đọc. Tiếp theo cây số 12 thì cây số 12 vẫn vậy thôi. Đó. Hàng Satis, Mayagrap Satis, fan là fan Titan, lỗi xít nha nè, lỗi xít carbon sẵn găng guốc nè, rất là đẹp luôn. Bán là bát Fuji. Cây này quãng dài 2m88, tải mát của nó là 60g nha nè. Đó, dài 2m88, tải mát là 60g. Cây này keo chỉ rất là đẹp luôn. Bu là bu chống sắn, bu Titan, phen là phen Titan luôn. Rồi rất là đẹp, càng rất là đẹp luôn. Chỉnh cho anh em câu nhá thiệt nhá, nhá thiệt sân hàng. Đây mọi người, dài 2m88, tải mát là 60g. Độ cứng là MH. Tải line từ 12 đến 25 LB, tải dây bia từ B số 1 đến B số 3 nhá. Rồi, giá cây sổ 12 giá là 3,1 triệu nha, không có túi. Tiếp theo cây sổ 13. Cây số 13 em lên mọi người là vẫn một cây cần của Satis, dòng Satis Majograph. Phen cũng là phen Titan rồi. Nhìn một phen là ngầu hết nước chấm luôn. Rất là ngầu nha. Ngầu và mới nữa. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji Titan. Thì cây này cho anh em săn hàng nha. Cây này dài 2m88, độ cứng là MH. Cây này đi gần được rồi. Đó. Đây. Titan. Rất là đẹp, có bộ phen luôn. Đấy mọi người. Cây này dài 2m88, nó tải mát của nó là 60g, độ cứng là MH. Tải lai từ 12 đến 25 LB, tải dây bia từ B số 1, B số 3 nhé. Rồi. Cái này nặng là 318g, đọt là 21 nha. Rồi, giá công khai cây số 13, giá công khai là 3,3 triệu nha. 3,3 triệu cho cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 là một cây chuẩn săn hàng luôn, đánh lóc bạo lực. Đó, dòng Satis. Đây, nhìn từ xa lên anh em. Đó, phen Titan đây, rất là đẹp luôn. Fuji nha nè, Fuji 25 Titan. Trắng khỏi chê nhé. Carbon. Đa số những cây này carbon nó rơi đâu đó tầm khoảng 99% rồi. Rất là ok luôn. Đánh rất là bộ tư. Bullshit Titan. Đó. Carbon sẵn rất là gần gút. Thì cây này độ cứng là độ cứng H nha nè. Độ cứng H dài 2m88. Đó, độ cứng H mà dài 2m88 thì chỉ có săn lóc gừng thôi, lóc bông. Tải mát của nó là 80g. Tải dây bê từ B1.5 đến B3.5, tải lai từ 14 đến 30 LB, nặng là 330g, đọt là 2,4 nha anh em. Rồi, giá công khai cây 14 giá là 3,5 triệu nhé. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây cuối cùng lên cho mọi người một cây cần Majograph, hàng này Cortex nha nè. Đó. Đó là Cortex. Thì cây này chỉnh, cái này độ cứng là M nhưng thôi nha mọi người, độ cứng là M, dài 2m88, khôi vẫn là khôi carbon. Đó, cây này là những cây dòng Majograph đời đầu nha anh em, phen bóng phen xít, dòng Cortex này nè, đời mới bây giờ toàn là phen Fuji Aquina thôi nha anh em, không được phen xít thế này đâu. Đó, anh em đừng có so sánh giá. Đây, phen bóng xít nha. Bù chống sắn, cần tương đối mới nha nè, cần tương đối còn rất là mới, độ xước ít thôi, độ xước rất là ít luôn. Thì cái này dài 2m88, độ cứng là độ cứng M. Đó. Cái này anh em đánh nháy hơi, nháy thiệt là bộ tư rồi. Đó.
tải mồi từ 12 từ 15 đến 42 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 15, cây cuối cùng giá là 2,5 triệu nha anh em. Cần cũng rất là mới luôn, nặng là 200 gram, đọt là 2,1 ly. Rồi đó, tổng cộng 15 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt là em lại số điện thoại, em tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.